Cha đẻ công nghệ tạo ra một lít nước sạch chỉ với 7 Việt Nam đồng. Chân dung chủ nhân đạt giải đặc biệt cho nhà khoa học từ các nước đang phát triển của VinFuture mùa 2. Tối ngày 20 tháng 12, giáo sư Thalapin Pradip được trao giải thưởng đặc biệt dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển của VinFuture 2022 với nghiên cứu hệ thống lọc nước nhiễm, arsen và kim loại nặng với chi phí thấp. Giáo sư Thalapin Pradip là giáo sư viện và giáo sư hóa học tại khoa hóa học, Viện Công nghệ Ấn Độ, Madras. Ông Pradip sinh ngày 8 tháng 7 năm 1963 tại Pathavun, Kerala, Ấn Độ. Cha mẹ ông đều là giáo viên, cha ông cũng là một nya văn với bút danh là N. N. Thalapin. Ông Pradip từng theo học cấp 1 tại trường Mukkunthala của chính phủ, nơi bố mẹ ông cũng đang giảng dạy. Sau đó ông theo học tại trường cao đẳng Mess Ponani. Ông tiếp tục theo học bằng thạc sĩ và đại học Calicut. Ông Pradip lấy bằng tiến sĩ vật lý tại Viện Khoa học Ấn Độ, Bangalore trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1991. Sau đó, ông dành 2 năm làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học California với giáo sư Davis Seeley. Kể từ đó, ông làm việc tại Viện Công nghệ Ấn Độ, Madras. Giáo sư Pradip chủ yếu nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu phân tử và bề mặt. Các vật liệu và hiện tượng mà ông khám phá được áp dụng cho việc lọc và làm sạch nước và môi trường với chi phí thấp. Một số nghiên cứu của ông được chuyển thành các sản phẩm áp dụng trong cuộc sống thường ngày. Năm 2008, giáo sư Pradip được nhận giải thưởng về khoa học và công nghệ do Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trao tặng. Năm 2020, ông đã nhận được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Khoa học Thế giới năm 2018 và giải thưởng Nikkei Châu Á năm 2020. Tối ngày 20 tháng 12, giáo sư Thalapin Pradip được trao giải thưởng đặc biệt dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển của VinFuture 2022 với nghiên cứu hệ thống lọc nước nhiễm arsen và kim loại nặng với chi phí thấp. Đây là công nghệ sử dụng nano kim loại với ưu điểm chi phí thấp, dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Thành quả cho ra là một lít nước sạch chỉ có giá khoảng 0,0003 USD, tương đương với 7 Việt Nam đồng. Hệ thống lọc nước này đã được lắp đặt ở nhiều nơi ở Ấn Độ, nơi những nguồn nước bị nhiễm sắt, urani và arsen. Cung cấp nước uống sạch cho 1,3 triệu người mỗi ngày. Hệ thống này kỳ vọng có thể giải quyết bài toán nước sạch cho khoảng 785 triệu người trên toàn thế giới. Trong bài phát biểu nhận giải thưởng, giáo sư chia sẻ, tôi thật vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này. Tôi nhận nó với sự khiêm tốn vì có nhiều đồng nghiệp khác đã làm việc với tôi và tất cả mọi người đã ứng dụng được công nghệ này. Đồng thời, tôi biết có khoảng trống lớn ta phải vượt qua để mang lại nước sạch cho mọi người. Tôi hy vọng sự vinh danh này sẽ giúp tôi hiện thực hóa giấc mơ, ông nói thêm. Ông Pradip cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, những người luôn sát cánh bên ông trong những lúc khó khăn nhất, cũng như tới quỹ VinFuture, hội đồng sơ khảo và hội đồng giải thưởng. Thưa quý vị, tại buổi họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2022 tổ chức chiều ngày 19 tháng 12, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an, Đại tá Vũ Như Hà cho biết, đến nay đã có 2 vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát bị Bộ Công an vào cuộc điều tra. C03 đang tập trung thu hồi triệt để tài sản từ 2 vụ án này để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư và bị hại. Theo Đại tá Vũ Như Hà, C03 đang tập trung thu hồi triệt để tài sản từ 2 vụ án này để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư và bị hại, nhưng vì một số lý do nên hiện không nêu chi tiết danh tính các bị can và tội danh. Trả lời câu hỏi về việc đến nay Bộ Công an đã khởi tố thêm bao nhiêu bị can trong vụ án liên quan đến nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và quyền lợi của những người mua trái phiếu được đảm bảo như thế nào, Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng C03 cho biết, đến nay đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra, xem xét xử lý triệt để sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trước đó, ngày 7 tháng 10, C03 khởi tố bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Nguyễn Phương Hồng, Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cả 4 người đều bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo buộc có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân giai đoạn năm 2018-2019. Chiều ngày 19 tháng 12, tại họp báo tình hình công tác công an năm 2022, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã giải đáp về những câu hỏi liên quan đến tập đoàn Mường Thanh và ông Lê Thanh Thản. Đáng chú ý là câu hỏi vì sao bị khởi tố 3 năm nhưng ông Lê Thanh Thản vẫn chưa bị truy tố và xét xử. Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, do vụ án Lê Thanh Thản liên quan đến cán bộ đảng viên nên Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo Thành ủy, đã đưa vào diện thường vụ Thành ủy Hà Nội theo dõi. Thời gian sắp tới đây, cơ quan Công an thành phố sẽ khẩn trương điều tra để đưa vụ án ra truy tố xét xử. Trước đó, ngày 5 tháng 7 năm 2019, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Sản xuất, Xuất nhập khẩu Bimi, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về hành vi lừa dối khách hàng. Vụ án này liên quan đến sai phạm trong dự án chung cư CT6 tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội do Công ty Cổ phần Sản xuất, Xuất nhập khẩu Bimi là chủ đầu tư. Ông Nguyễn Hải Trung phân tích, vụ án này có hai nhóm hành vi vi phạm. Nhóm hành vi lừa dối khách hàng, làm giả, vi phạm quy định về quy hoạch xây dựng đối với hành vi vi phạm của ông Lê Thanh Thản. Cơ quan công an đã điều tra xong liên quan đến quy hoạch xây dựng trách nhiệm. Tuy nhiên, trong cùng vụ án này, có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với cán bộ phường, thanh tra xây dựng, lãnh đạo quận Hà Đông. Cơ quan điều tra đã kết luận điều tra, song Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã trả điều tra bổ sung. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã họp thống nhất xử lý kỷ luật thôi các chức vụ hiện tại đối với 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Theo đó, ông Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, rời khỏi chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh để bố trí công tác khác. Ông Hồ Phước Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 để bố trí công tác khác. Ông Cập A Thuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi. Đây là 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai từng bị Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo vào tháng 8 năm 2022. Một tháng sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thay mặt Thủ tướng ký các quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền. Riêng ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai bị cách chức Phó Bí thư tỉnh ủy và Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Vào tháng 10, ông này xin nghỉ hưu trước tuổi. Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và cá nhân ông Võ Ngọc Thành vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Những khuyết điểm vi phạm của Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã để lại hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại số tiền lớn của nhà nước. Thưa quý vị, mới đây các doanh nghiệp dự đoán giá xăng dầu trong nước sẽ có đợt giảm lần thứ tư vào kỳ điều hành ngày 21 tháng 12. Cụ thể, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thị trường thế giới vẫn đang đi xuống nên kỳ điều hành tới, giá xăng trong nước có thể tiếp tục giảm. Tương tự, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở phía Bắc cho rằng xăng E5 RON 92 sẽ giảm về dưới 20.000 đồng một lít, còn dầu diesel về 21.000 đồng. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Tại kỳ điều hành mới nhất 12 tháng 12, xăng dầu đều giảm trên 1.000 đồng, đưa giá xăng về mức thấp nhất từ đầu năm. Theo đó, xăng RON 953 về 21.200 đồng, E5 RON 92 còn 20.340 đồng, dầu diesel giảm 1.540 đồng về 21.670 đồng, dầu hỏa là 21.900 đồng một lít, tức giảm 1.660 đồng. Trên thị trường thế giới, theo Oil Price, ngày 19 tháng 12, giá dầu tăng trở lại nhưng không đáng kể. Dầu WTI của Mỹ giao dịch ở mức 75,5 đô la Mỹ, dầu Brent giao dịch mức 80,35 đô la Mỹ một thùng. Các mức giá này vẫn thấp hơn so với kỳ điều hành trước đó.